Duy xin chào tất cả các anh chị ạ. Thì năm nay thì bên Duy khai xuân là mở hàng bằng hai chiếc Toyota. Thì chắc là năm nay sẽ là về Toyota nhiều. Đầu xuân thì về rất là nhiều Toyota, hàng toàn là hàng đẹp. Nên về chiếc nào là khách chốt chiếc đó. Thì hôm nay Duy sẽ mới về tiếp tục một chiếc Vios bản G đời 2019, đăng ký 2020, biển số thành phố, một chủ. Đi siêu lướt luôn nha các anh chị, đi mới có 9.000 cây thôi. Thì Duy sẽ quay chiếc xe này cho các anh chị cùng xem. Xe màu đỏ, còn cực kỳ đẹp. Các anh chị quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ với Duy nha. Xe đẹp thì sẽ bay rất nhanh. Đây, xe đi 9.000 cây, còn cực kỳ đẹp. Không khác gì xe mới luôn nha anh chị. Xe này là bản G, bản cao nhất, có trang bị màn hình, camera lùi, điều hòa tự động và 7 túi khí. Còn cực kỳ đẹp luôn. Duy sẽ quay cho các chị cùng xem phần nội thất của xe luôn. Vô lăng, màn hình, điều hòa tự động, cần số, có hỗ trợ số tay, có khởi động startup. Nội thất kem rất là sang trọng, trần là trần zin, không có bị dơ bẩn gì luôn nha anh chị. Hàng ghế sau thì giống như là không có người ngồi luôn, còn cực kỳ đẹp. 4 lớp zin theo xe, còn rất là dày. Xe này thì mới vừa về thì bên Duy cũng chưa có rửa vệ sinh hút bụi xe. Tí nữa thì vệ sinh hút bụi xong là đem vào trưng bày thôi. Xe còn cực kỳ đẹp, để Duy mở cốp sau cho các chị cùng xem. Lớp dự phòng là chưa lăn luôn. Lớp dự phòng chưa lăn luôn nha anh chị. Xe này thì các chị lấy về yên tâm sử dụng, bên Duy bán xe là bao test, bao vận chuyển toàn quốc, chuẩn km, không đâm đụng, tai nạn, không thủy kích, động cơ hộp số là chưa qua đại tu, keo chỉ là nguyên zin. Sai cam kết là bên Duy sẽ hoàn tiền 100%, bao test và bao vận chuyển toàn quốc. Chiếc này thì bên Duy đang chào bán với giá là 495 triệu đồng còn thương lượng. Anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Duy nha. Số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa. Duy xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của Duy. Duy xin chào tạm biệt ạ.